Sáng qua 9 tháng 11, Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu phối hợp cùng Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức khóa tập huấn nâng cao nhận thức về áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa cho gần 120 học viên đến từ các sở ban ngành, ủy ban dân các huyện, thị, thành phố, doanh nghiệp và chủ ô cốp trên địa bàn tỉnh. Truy xuất nguồn gốc đã và đang trở thành vấn đề cấp thiết, là xu hướng tất yếu và là yêu cầu bắt buộc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa. Trong lĩnh vực nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc trở nên đặc biệt quan trọng khi phần lớn các sản phẩm hàng hóa đều liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người. Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày 9 và 10 tháng 11. Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng truyền đạt những thông tin về nguyên tắc và yêu cầu truy xuất nguồn gốc, lợi ích của việc xây dựng truy xuất nguồn gốc, một số công nghệ truy xuất nguồn gốc, giới thiệu ứng dụng của Truy xuất Project và một số ứng dụng khác, các bước xây dựng và thao tác truy xuất nguồn gốc. Lớp tập huấn giúp các tổ chức cá nhân trang bị những thông tin kiến thức mới về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, góp phần đưa hoạt động truy xuất nguồn gốc ngày càng phát triển, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo đảm chất lượng, an toàn của sản phẩm hàng hóa. Qua đó tiến tới xây dựng hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc của tỉnh và phát triển hạ tầng kỹ thuật cần thiết cho việc kết nối với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia, đáp ứng yêu cầu thực tiễn địa phương, chủ động thực hiện thành công hội nhập quốc tế.